Thị xã Phú Mỹ nằm trên quốc lộ 51, hướng lưu thông trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và ngược lại, có vị trí đặc biệt quan trọng là cửa ngõ trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển, đầu mối giao thông, giao lưu của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Tân Thành. Việc thành lập thị xã Phú Mỹ được xem là tiền đề quan trọng để Phú Mỹ trở thành một đô thị công nghiệp, cảng biển hiện đại trong tương lai, xứng đáng là cửa ngõ hàng hải quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước. Hiện trên địa bàn thị xã có gần 10 khu công nghiệp và 3 cụm công nghiệp đang hoạt động với quy mô gần 5.000 hecta. Hầu hết là các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có đóng góp lớn vào ngân sách, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Trong đó, cụm cảng Cái Mép, Thị Vải đã được đầu tư rất lớn, hình thành một trung tâm cảng biển lớn nhất cả nước. Cụm cảng Cái Mép, Thị Vải hiện là cụm cảng duy nhất tại Việt Nam có các chuyến tàu mẹ chở container đi trực tiếp châu Âu, châu Mỹ mà không phải qua trung chuyển qua nước thứ ba. Từ cảng Cái Mép, Thị Vải, hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam cũng được kết nối một cách tốt nhất. Đặc biệt, hàng xuất khẩu đi Mỹ chỉ mất 16 ngày, nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Nằm trong chiến lược phát triển đô thị mới hiện đại, những năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã triển khai xây dựng nhiều công trình hạ tầng tại thị xã Phú Mỹ. Nhiều tuyến đường được mở rộng. Thị xã Phú Mỹ ngày nay đã hình thành vóc dáng của một đô thị công nghiệp và cảng biển với các khu dân cư, khu đô thị sầm uất, nhiều trung tâm thương mại đi vào hoạt động. Hạ tầng đô thị được chỉnh trang thông thoáng, sạch đẹp hơn. Các tiện ích từ vui chơi, giải trí, văn hóa, giáo dục, y tế cũng được chú trọng đầu tư mạnh mẽ, đã góp phần tô điểm bộ mặt đô thị Phú Mỹ ngày càng hiện đại, văn minh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Theo các chuyên gia bất động sản, khi hạ tầng phát triển nhanh chóng, thời gian tới, thị trường nhà đất tại Phú Mỹ sẽ vô cùng sôi động và sinh lời cao bởi nhu cầu về nhà ở rất lớn của các chuyên gia, kỹ sư làm việc ở cụm cảng Cái Mép, Thị Vải. Các khu công nghiệp sẽ tạo nên một đô thị cảng biển văn minh sôi động. Hãng tư vấn bất động sản quốc tế Knight Frank cho biết, trong vòng một thập kỷ, những mét vuông bất động sản tại cảng biển Singapore tăng với tốc độ khủng khiếp. Giá sàn tại đây có lúc 1 triệu đô la Mỹ trên 32,6 mét vuông. Thành phố cảng Thượng Hải với 1 triệu đô la Mỹ chỉ có thể mua được 46,2 mét vuông. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển và giá trị của từng mét vuông đất tại thành phố cảng Phú Mỹ trong tương lai sẽ có sự tăng trưởng vô cùng vượt bậc. Hơn bao giờ hết, Phú Mỹ đang trở thành điểm đến tuyệt vời của các nhà đầu tư và là bến cảng của thế giới.